Nay em tiếp tục chia sẻ với chị em mình một cái form quần. Quần này là quần quần vải thun mấy chị. Cái này thun dạng 4 chiều ha. Ở đây em làm trên thun cát Hàn. Thì cái dạng quần legging nè mấy chị. Cái lưng thì em tra dây thun nhưng mà tra dạng thẳng nha. Nó không dùng thân quần, nó không dùng lưng cái bản lưng. Túi thì túi hàm ếch. Em có chia sẻ thân trước của quần legging rồi. Nhưng mà hôm nay em chia sẻ lại là bởi vì cái rập em xếp lâu quá. Bây giờ em lục lại nó nhiều quá, em lục lại em thấy lục lại nó chậm hơn, thôi thà em làm lại về cho nó nhanh hơn mấy chị. Mấy chị thông cảm giùm em nha. Rồi em sẽ làm thân sau liên tục luôn, hôm nay có thân sau luôn. Rồi em sẽ chia sẻ cái quần này kèm một form áo để mặc với cái quần này luôn nha mấy chị. Thì cái form áo thì em sẽ thay vì mình may cổ tròn, mình trang trí bông hoặc là mình may theo ý của mình. Còn em thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách là mình may cổ cổ tim dạng rô đê ha. Tại vì cổ tim hoặc là cổ vuông rô đê chị em mình cái cách may chị em mình may giống nhau, cho nên là em chia sẻ một một trong hai. Rồi tay thì em sẽ chia sẻ một form tay khác nữa nha mấy chị. Nếu như có thời gian thì em sẽ chia sẻ với mấy chị em mình cái cách để mà mình ghép ren luôn. Ở đây là ren lưới, ren thêu mà thêu trên lưới. Chị em mình nên nên ghép ren ren thun được rồi. Ren thun thì nó có độ giãn nhiều để nó khớp với lại cái vải của mình ha. Ren lưới nó cũng có độ giãn. Nó cũng có độ giãn nhưng mà nó giãn ít hơn, hơi khó làm hơn một chút. Cho nên là em chọn cái chất liệu hơi khó làm để em chia sẻ, thì khi chị em mình chọn cái chất liệu dễ thì chị em mình lên nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị để mình cắt quần trước nha mấy chị. Thì thông thường là em sẽ lấy cái rập thân trước của mình, thân trước quần mình in lên mình tiếp tục cắt thân sau. Nhưng mà hôm nay bởi vì là cái rập em nói với mấy chị là em để lâu đó. Bây giờ em lục lại nguyên một cái kho rập, mình lục lại nó lâu quá thì thôi mình cắt lại vậy cho nó nhanh để mình cắt xong mình qua thân sau luôn. Thì chị em mình cũng xếp như thường ngày, hai bề mặt úp lại với nhau ha. Khúc vải này là 2 thước mấy chị. Khúc vải này là tổng cộng là 2 thước. Để em đo cho mấy chị xem luôn, thực tế luôn ha. 2 thước mình may một bộ. Nhưng mà một bộ 2 thước là mình may dư thoải mái rồi. Đây ha, chỗ vải xếp đôi của mình đây. Đây mấy chị, được 99. 99 dư một tí. Thì thường người ta cắt vải cho mình cũng phải hụt chút đỉnh ha. Có chỗ người ta bán vải có tâm thì người ta cắt lúc nào cũng dư một tí hết. Cái cổ rô đê này nè, nếu chị em may trên cái chất liệu giãn 4 chiều thì nó khó may, cho nên em chọn cái chất liệu giãn em để em chia sẻ cái cách may cho mấy chị đó. Vải không giãn thì dễ may rồi. Rồi em sẽ chia sẻ cái áo này, cái form áo là rời eo. Cái form áo là rời ở eo mà cái tùng phía dưới nó hơi có cái độ xòe nhẹ. Nó hơi độ xòe nhẹ. Kiểu như là ở trên áo của mình vậy, rồi cái tà áo nó xòe nhẹ ra, cái eo rời để nó che bụng nha. Bây giờ mình bắt đầu vẽ thân quần. Chị em mình canh thước góc ha, ngay biên. Cái này là chất liệu cát Hàn. Thun cát Hàn nha mấy chị. Lụa cát Nhật khác, rồi thun cát Hàn khác nha. Chị em mình kẻ cái phần thừa thừa cắt lua tua của mình ha, mình kẻ bỏ. Rồi chị em mình bỏ xuống một phân. Tiếp tục kẻ ngang một đường nữa. Nói một phân với chị em cứ bỏ xuống 1/2 đi ha. Để mình cắt bỏ đường phấn này cái là nó vừa. Chị em mình nhớ là cát Hàn thì chị em mình xiên thì chị em mình ủi trước cũng được. Tại vì nó có độ rút một chút xíu. Nhưng mà nó không đáng kể, chị em mình may xong nó giãn ra xíu cũng được, không sao. Nếu xiên thì ủi, không xiên thì kệ luôn. Rồi tiếp theo nữa là chị em mình sẽ lấy đường phấn hạ đáy. Số đo của mình đây ha. Số đo thì y như cái thân quần legging trước. Chị em nào mà đã học cái thân quần trước rồi thì cứ có thân sau của quần này là chị em mình cứ ghép qua nha. Là chiều dài 92 hoặc 91 hoặc dài hơn, tùy chị em mình thích mặc dài hay ngắn. Lưng thì là 80, mông 100, ống 12. Các số đo này mình đo y như đồ bộ, không có khác gì hết. Chỉ có số đo ống. Ống thì chị em mình đo đo từ bàn chân, đo ngang qua mắt cá chân, tròn qua gót chân. Mình đo qua gót chân luôn, nó bao nhiêu thì mình lấy ống bấy nhiêu.
chị em mình trừ lại vẫn được nha, để em minh họa cho chị em mình. Thí dụ như là mình đo tròn qua cái gót chân của mình là 26 là 13 đi ha. Em thí dụ nha, đây mình đo tròn qua từ cái từ ở trên chân của mình tròn qua gót luôn là nó 13 là đến đây. Thì chị em mình khi mà chị em mình cắt cái ống 10 phân, chị em mình trừ lại 3 phân vẫn được nha. Đây tại vì nó giãn ra mấy chị. Nè, mình cho ra 13 nè ha, mình căng ra 16 vẫn được. Bởi vì cái vải nó giãn, cho nên chị em mình thích mặc ôm thì may cái ống nhỏ lại. Ôm hết luôn thì cái ống 10 phân, 11 phân là được rồi ha. Ở đây thì em lấy là ống 12. Rồi tiếp theo nữa là mình hạ đáy. Hạ đáy chị em mình lấy số đo mông 100 mình chia cho 4 được 25. Chị em mình hạ xuống thì chị em mình trừ nha. Trừ 2 phân hoặc 3 phân. Bây giờ thì em để hai đường phấn này, em sợ chị em mình thấy lu bu, bây giờ em xin phép cắt một đường trước nha. Cái đường này mình không cần cắt trước nhưng mà em cắt để chị em mình dễ hình dung nha. Nhiều đường phấn quá cái mình mắc không mình nhớ. Rồi bây giờ là có một đường phấn duy nhất. Chị em mình bỏ cái lưng ra, chị em mình muốn mai lưng dây thun bao nhiêu thì mình bỏ ra bấy nhiêu. Bây giờ hôm nay em chọn cái bảng lưng của mình. Cái bảng lưng của mình băng ngang là 3,5, chị em mình bỏ ra 3,5. Đây ha. Mình bỏ ra 3,5. Ngay đường phấn mình là ngay số 3,5. Rồi chị em mình đo xuống hạ đáy. Mong mình 100 mình chia 4 được 25, mình trừ đi 3 còn 22. Chị em mình thích mặt vừa phải thì trừ 2 phân là còn 23 nha. Bạn này thích mặt đáy ngắn thì mình giật lại 1 phân là còn 22, tức là mong chia 4 trừ 3. Cái này bắt buộc phải trừ nha mấy chị. Mấy chị đừng có cắt đủ. Mấy chị cắt đủ là chừng nữa mai cái đáy nó bị dài á. Rồi mình kẻ ngang một đường. Tiếp tục nữa là chị em mình hạ gối. Hạ gối thì chị em mình trung bình là hạ gối 25 phân. Chị em mình có thể giảm lại 24, 23 vẫn được nha. Mình thích mặc cái quần cái form nó ôm thì mình hạ gối xích lên một chút. Ở đây em may vừa phải em ôm nhưng mà cái gối vừa phải. Cái hạ gối em lấy trung bình 25 phân. Chị em mình có thể hạ ngắn hơn được nha. Chị em mình hạ cái gối ngắn hơn thì khi chị em mình đo cái ngang cái đường phấn gối nó đúng với cái gối phía dưới thì nó sẽ ôm hơn. Mình lấy số trung bình mình vẽ để mình dễ nhớ cho các cái form quần. Kẻ ngang một đường phấn, hạ gối. Đường phấn thấy không Phúc? Thấy chị. Rồi đó chiều dài nha mấy chị. Chiều dài thì mấy chị lấy theo số đo. Chiều dài 92. 92 chị em mình cộng lai vô. Mình vẫn bỏ chiều dài ra 3,5 nha. Mình bỏ cái bảng lưng mình 3,5 nè. Mình đo dài xuống. Chị em mình đo chiều dài xuống 92. Thường là cái vải này nè mấy chị, là mấy chị mai xong nó sẽ dư chiều dài một chút nha. Nhưng mà cái vải này em chưa ủi luôn, cho nên là em cứ lấy đúng 92 rồi một chút mình ủi lên thì nó hơi rút lên chút xíu, nhưng mà mặt nó nông ra là nó vừa là 92 đó. Rồi cái lai thì chị em mình muốn mai có đường vắt sổ thì chị em mình chừa lên 2,5 phân. Còn nếu mà mai cốp lên luôn, cuốn lên luôn thì chị em mình chừa 4 phân. Đặng mình cuốn 2 vòng. Ở đây mình mai cái dạng đồ bộ nha mấy chị. Mình mai dạng mai đồ bộ, cho nên là chị em mình thích mai cái lai sao thì mai như vậy, không có bắt buộc. Em thì em chừa 4 phân để em cốp 2 vòng. Bởi vì quần ống ôm chị em mình vắt sổ, nhiều khi mình xỏ ra xỏ vô nó bị vướng á, nó bị lùa cái đường vắt sổ mình nó xấu. Rồi mình kẻ chiều ngang luôn, ngang lai luôn. Cái lai chị em mình có thể chừa 3 phân mình vắt sổ mình mai ngang cũng được nha. Cái này không có bắt buộc. Chị em mình chưa chừa 3 phân lai thì mai lên 2,5 phân. Rồi mình ủi cho nó sắc xuống thì nhìn nó rất là mướt.
Rồi ha, các cái đường hạ thì mình có rồi. Bây giờ chị em mình sẽ từ ngoài bìa bỏ vô 2 phân. Từ ngoài bìa bỏ vô 2 phân. Chị em mình kẻ một đường. Đặt thước phía bên nào cũng được nha mấy chị, không có bắt buộc. Rồi tiếp theo nữa là chị em mình vẽ, tùy ý chị em mình muốn vẽ ngang mông trước cũng được, mà ngang lưng trước cũng được ha. Chị em mình sẽ chia cái đường phấn hạ đáy này ra, ra làm hai. 18 là 9 phân. Còn chị em mình làm biến tính á, thì chị em mình cứ lấy thước của mình, lấy thước cá của mình ha. Chị em mình kéo ra. Chị em mình kéo ra, chị em mình đánh dấu một cái là xong ha. Khỏi mất công mình tính toán. Rồi cái độ nghiêng vô. Cái độ nghiêng vô thì nếu như mà thông thường em chỉ cho nhanh thì em cho chị em mình vô 2 phân là cho nó nhanh. Còn chị em mình muốn tính tỷ lệ cho đúng thì chị em mình tính như thế này. Chị em mình sẽ lấy số đo mông trừ cho số đo lưng. Ở đây mình lấy 100 mình trừ cho 80 thì còn 20. Chị em mình lấy 1/10 của nó, chị em mình vẽ cong vô. Ở đây là 100 trừ 80 thì bằng 20. Mình lấy 20 chia 10 được 2 phân, chị em mình cho nó cong vô 2 phân. Chị em mình có thể là cong vô tối đa là 2 phân, hoặc chị em mình trừ 5 ly. Cái này là không bắt buộc nha chị em. Chị em mình có thể trừ lại một chút vẫn được, còn mình lấy đúng 2 phân. Tại vì mình thích mặt ôm nha. Chị em nào không thích mặt ôm thì mình lắp ra một xíu. Rồi mình sẽ vẽ cái độ cong. Độ cong 2 phân này. Nếu mà cái lưng của mình, em giả sử nha, cái mông của mình lớn hơn cái lưng mình 13 phân thì chị em mình vô đây 1,3. Từ đây vô 1,3. Rồi tiếp theo nữa là ngang lưng. Ngang lưng thì chị em mình lấy số đo lưng chia 4. Cái lưng mình 80 chia 4 được 20 trừ 1,5. Mình đo từ đường phấn mình mới đánh dấu nha. 80 là 20. Chị em mình trừ 1,5. Rồi chị em mình sẽ hạ cái đường đáy, chị em mình hạ xuống từ 1,2 cho đến 1,5. Mình hạ xuống thêm ha. Ở đây mình lấy non 1,5 tí xíu xíu. Rồi mình lấy thước cong. Mình kẻ từ đường phấn này tới đường phấn bên đây. Chị em mình nhớ là dùng thước cong nha. Nếu chị em nào không có thước cong thì chị em kẻ thước thẳng. Nhưng mà sau khi mình kẻ đường thẳng rồi mình cũng phải tạo độ cong cho nó. Chứ nếu chị em mình cắt thẳng là mặt lên nó không có mượt cái quần. Rồi tới ngang mông nha. Mông mình lấy số đo mông. Mông chia 4 cộng 2 đến 3. Hạ đáy là chị em mình nhớ là trừ 2 đến 3. Ngang mông thì mình cộng 2 đến 3. Bây giờ ở đây là chị em mình thông thường là em mai thông thường cho mấy cô lớn tuổi chút xíu là em cộng 3. Bạn này trẻ, bạn này thích mặt ngang mông ôm thì em cộng 2 nha. Ở trên cái rập giấy hôm trước là em hướng dẫn chị em mình là cộng 3 đó. Bây giờ là tại cái quần này thích mặt ôm nha. Là mông 100 chia cho 4 là được 25. 25 mình cộng 3 thì là 28. Nhưng mà ở đây mình chỉ cộng 2 là 27 nha mấy chị. Ở cái quần này mặt ôm hơn 27. Vẫn không thay đổi gì hết nha. Rồi chị em nhớ là đánh dấu thục vô 1 phân. Một phân này thì có rất là nhiều bạn hỏi chị là chị giới sao mà mình phải thục vô một phân, thì chị giải thích lại nha. Bởi vì chị em mình thường là lấy đủ đánh dấu ra tới ở ngoài, rồi chị em mình lấy từ dấu ở ngoài này chị em mình chia phấn ly, rồi chị em mình khoét đáy từ ở ngoài vô. Thì nếu mà chị em mình mai cái quần sọc á, là chị em mình mặc lên cái ly nó đá một chút xíu, nếu mà ai tinh ý nhìn sẽ thấy. Còn mình giảm tới giảm lui, mình trừ sau khi mình cắt nó rất là cực, cho nên chị cho trừ trước khi cắt. Thì mình chia đường phấn ly ra, cái ly mình nó rất là đứng, cái quần mình nó rất là đứng form nha. Rồi chị em mình để im như vậy luôn, không thay đổi gì cả. 27 nè ha, thục vô 1 nè, chị em mình cứ nhập đôi thước lại.
để lấy đường phân ly luôn. Hôm nay em sẽ chia sẻ thêm một chút xíu nữa, em nói thêm một chút nữa để chị em áp dụng cho những người cái dáng mà đứng đứng cái mông hai cái dè nó hơi ra bị nhiều, chỗ hai bên cái túi mà mình bỏ tiền á mấy chị, chỗ mà mình miệng túi đó nó bị bè ra, cái chân mình đứng nó bị tóp lại. Em chỉ sẵn em hướng dẫn cái này, em chỉ chị em mình xử lý cái đó luôn ha. Rồi tiếp theo nữa là mình vô khoét đáy. Mình vô khoét đáy thì chị em mình lấy số đo mông. Mông chia 4. À xin lỗi, mông chia 20. Mông chia 20 trừ lại 5 ly, tức là 1/20 của mông trừ lại 5 ly. Chị em mình có hai cách chia ha. Một là chị em mình lấy mông 100 mình chia 10. Rồi mình chia lại 2, mông 100 mình chia 10 là được 10. Rồi mình chia lại 2 là được 5. Rồi mình trừ 5 ly thì còn 4,5. Chị em mình vô khoét đáy 4,5. Từ 4,5 tới 5 chứ không được ít hơn nha. Ít hơn là mặt không đẹp nha. Chị em mình có thể lấy 4,7 cũng được, hoặc 5 cũng được nha. Rồi cách số 2 là chị em mình lấy mông. Chị em mình vẫn chia 20 nhưng mình chia nhẩm cho nó nhanh nè. Mông mình chia 2 trước. Thay vì mình chia 10 trước, bây giờ mình không chia 10 thì mình chia 2. Thì mông chia 2, 100 chị em mình chia 2 được 50. Chị em mình lấy 50 chia cho 10 thì nó được ra 5, nó cũng y chang như vậy nha mấy chị. Rồi chị em mình trừ lại 5 ly hoặc không trừ, thích mặt ôm thì không trừ luôn. Ở đồ bổ thun cũng vậy nha, chị em mình cắt quần thân lớn thân nhỏ, chị em mình cứ tính chỗ đó giống vậy. Rồi xong từ cái đường đáy chị em mình kẻ thẳng lên. Thẳng lên lưng. Rồi chị em mình dùng thước đa năng. Dùng thước đa năng chị em mình vẽ cái vòng đáy. Ở bên đây là dụng cụ là tất cả các cái loại thước nha mấy chị, thước dây, thước cây, tất cả các loại thước, kéo, phấn này nọ, Phúc phân phối nha. Chị em nào cần thì chị em cứ liên hệ với Phúc. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái đường phấn ly xuống tới lai luôn. Cái đường phấn lai thì chị em mình cứ đo từ ở ngoài biên vô tới cái ly của mình bao nhiêu. Ở đây là 15,8. Chị em mình cứ đo 15,8. Chị em mình kẻ đường tới dưới lai luôn. Mình kẻ đường phấn ly xuống ha. Cái đường phấn ly này nếu mà chị em mà quen rồi, chị em mình không cần kẻ nè. Mình cứ đánh dấu là mình vẽ được rồi ha. Còn mấy bạn mới thì nên vẽ đường phấn ly. Có cái thước dài thì mình kẻ nó nhanh nha. Rồi tiếp theo là chị em mình sẽ lấy ngang gối. Ngang gối chị em mình lấy số đo mông nha. Mông chia 10. Mình không cần phải đo đùi, mình không cần phải đo gối. Là chị em mình biết sao không? Bởi vì là nếu như chị em mình đo theo gối vẫn đúng chứ không phải là không. Nhưng mà trường hợp em ví dụ nha, trường hợp chị em mình khiếm khuyết ở cái đùi bị lép, ở cái gối bị lép mà cái mông bị lớn, mà chị em mình đo theo gối để mình lấy theo dáng người thì vô tình mình làm lộ cái dáng không đẹp, lộ cái chỗ chưa đẹp của khách mình lên. Cho nên mọi thứ nó đều phải cân bằng cho đẹp. Cái gối lỡ bị lép một chút thì mình phải cân đối theo số đo mông để cho nhìn nó tổng thể, nó hài hòa từ cái ống lên tới cái mông, nó khớp với dáng. Còn nếu mà chị em mình lấy theo cái dáng người thì ok, nhưng mà nếu như dáng người ta đẹp thì chị em mình đo từng khớp thì mai lên nó rất là đẹp. Mà nếu như khách mình mà dáng chẳng may mà nó không có được như ý cái điểm này mà mình lấy theo cái số đo thì vô tình mình lộ cái khuyết điểm của người ta lên nha. Thành ra là mình lấy theo tỷ lệ mông chia 10, mông 100 chia 10 được 10. Chị em mình trừ lại 7 mm hoặc 1 phân. Ở đây bạn này em nhắc lại là bạn này dặn là mai chiều ngang ôm nha. Thành ra là em trừ lại 1 phân. Ở trong cái công thức hôm trước em vẽ trên giấy thì em trừ có 7 ly nha mấy chị. Mình chia 10 được 10 thì mình trừ lại 1 là còn 9. Nếu chị em mình thích mặt ôm trừ lại 1,5 luôn nha. Thích ôm hết chị em mình trừ lại 1,5. Rồi chị em mình kẻ lên.
Đường này kẻ thẳng nha mấy chị. Còn cái phía sườn hông thì chị em mình kẻ lên. Chị em mình bỏ từ ở trên cái đường phấn mình đánh dấu nè ha, mình không gạch giáp lại mà mình bỏ xuống từ 2 đến 3 phân. Ở đây em bỏ xuống 3 phân nha. Từ đường phấn á, chia đôi mình bỏ xuống rồi mình mới kẻ cái đường phấn sườn hông. Đường phấn sườn hông này chị em mình kẻ thẳng được, chị em mình lách vô 3 mm ở khoảng giữa được nha. Ở đây em lách vô 3 mm nha mấy chị. Đây. Bằng cái đường phấn là ngay cái thước nè. Em lách vô đó. Ngay khoảng giữa nha. Ở giữa là từ đây tới đây là hiện thời là nó 31,5. Ở đây là ngay giữa nè. Rồi bây giờ thay vì chị em mình kẻ thẳng thì nằm đường ngoài em vô 3 mm ha, nó nằm đường trong. Cái này không bắt buộc nha, chị em thích ôm thì lách vô. Mình chỉ lách phía bên ngoài, mình không lách bên trong. Rồi tiếp tục tới ống. Ống thì chị em mình sẽ lấy số đo ống nha. Ống 12 chị em mình nếu thích mặc ôm có thể giảm lại. Ống trừ 2 chia 2. Ống mình trừ 2 trước nha. 12 trừ 2 còn 10. Chia 2 thì mỗi một bên là 5 phân. Cái vải mà nó có độ giãn nhiều á thì chị em nhớ đánh dấu non năm một chút để mình may xong nó vừa đủ. Còn nếu chị em mình đánh dấu đúng mình may xong nó sẽ hơi bị dư. Rồi mình sẽ kẻ cái đường phấn từ gối xuống ống. Đây ha, chị em mình canh thẳng từ gối đến ống hơn 44, mình chia đôi là hơn 22 xíu xiu. Rồi chị em mình cũng phải lắp vô 3 mm đây ha. Chị em mình lắp vô cho cái quần mình nó gọn nha. Cái ống thì mình kẻ chút xíu nữa đi em chị bên đó. Ở đây cũng vậy ha. Từ gối xuống ống ở khoảng giữa chị em mình lắp vô 3 mm. Đây ha. Ôm vô một xíu. Đây chị em mình muốn cắt cho đúng thì dễ lắm. Ngang lai của mình nè. Chị em mình vẽ ngược lên trên ngang lai nè. Rồi chị em mình đo chỗ ngang lai này bao nhiêu. Đây này mấy chị, 5,4 thì ở đây ra 5,4. Bên đây cũng y như vậy. Chỗ này không bắt buộc. Em chỉ đánh dấu để cho mấy chị em mà kỹ tính á vẽ thôi chứ em không có bắt buộc phải làm như vậy nha. Mình cứ cắt xuông xuống cũng được. Mình làm như vậy thì chừng nữa mình lên like mình khỏi cúp đôi. Đặng mình bẻ là nó không nhăn. Còn nếu bình thường chị em mình cứ cắt thẳng xuống luôn. Bình thường thì thường là em cắt thẳng xuống luôn như vậy nè. Một chút mình mai mình nghiêng ra xíu à, không sao hết ha. Rồi bây giờ mình chừa đường cắt nha. Trước khi chừa đường cắt thì em nhắc lại một xíu nữa. Nếu chị em mình muốn may cái dạng giống như quần tây, giống như quần jean mà may ôm. Tuy mình may lưng thun nhưng mà khi mình mặc áo lửng thì mọi người cứ nghĩ mình mặc quần jean, quần tây ha. Thì chị em mình may thêm cái margot ở đây. Cái margot thì chị em mình ra thêm đây 4 phân. Hoặc là 3 phân rưỡi. 4 phân hoặc 3 phân rưỡi nha. Ở đây em làm non 4 phân xíu. 4 phân cũng được nha mấy chị chứ không bắt buộc đâu nha. Rồi chị em mình kẻ lên. Rồi chị em mình sẽ từ cái đường mà giao nhau giữa cái đường thẳng nè. Giữa cái đường thẳng và đường cong. Cái điểm giao nhau. Chị em mình hạ xuống một phân. Hạ xuống thêm một phân. Rồi chị em mình gạch. Nghiêng ra. Hoặc là chị em mình đá lên cũng được. Đây chị em mình gạch chính xác thì gạch ngang một phân ở trên trước đi. Rồi chị em mình đá ở dưới lên. Đúng một phân đó. Tức là mình lấy đường này cũng được, đường dưới cũng được nha mấy chị. Nhưng mà đường trên nó sẽ ok hơn. Chị em mình có thể đánh vòng này bầu thì mình may bầu tròn. Còn này em chừng nữa em cho chị em mình may vuông cho nó dễ nha. Rồi ở đây thì chị em mình phải đá lên. Đá lên để em chi chút xíu nữa em cốp lại cho chị em coi. Phần đó phải đá lên nha. Không có cắt chuỗi xuống luôn. Rồi bây giờ mình chừa đường cắt nha.
Đây bây giờ mình chừa đường cắt. Cái đường mai này thì chị em mình chừa non 1 phân. Cái vòng đáy thì mình cắt bằng. Mình tính từ đường cong này ra nè nha mấy chị. Từ 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 bằng xuống. Rồi đường phấn lưng này thì chị em mình chừa 1 phân luôn. Rồi sườn hông này chị em mình chừa. Chị em mai nhiêu chừa bao nhiêu? Em chừa cứng 1 phân. Non non 1 phân rưỡi ha. Trên giấy thì em cắt cũng y như vậy nha mấy chị. Cái này là em nhắc lại trên vải thun. Vải này là vải thun cát hàng, nhưng mà cái này dạng 4 chiều nha. Chị em mai dạng 4 chiều thì chị em mai y như vậy. Cái quần này nên mai trên vải giãn. Cái này chị em mình mai cho solen cũng được nha. Rồi bây giờ em cắt ra luôn. Xong thân trước rồi, xíu nữa em sẽ hướng dẫn chị em mình cắt túi luôn. Đây mình chừa đường mai lên đây. Ở đây em đang cắt đường mai này non 1 phân một chút. Chị em mình mai bao nhiêu thì chừa bấy nhiêu nha. Rồi bây giờ nếu như mà chị em mình không có mai margin thì chị em mình chừa đường mai đều nè. Chừa đều lên ha. Còn em mai cái margin thì em mai em cắt xuống luôn. Cắt đường ngoài. Bây giờ em dừng đây một chút xíu, em giải thích một chút xíu nữa nha. Lúc nãy mà em nói với mấy chị mà cái dáng người á, thí dụ như dáng người mình đứng á, là ở đây nó bị bè ra nè, ở bên sườn hông nó bị bè ra, rồi bắt đầu cái chân mình á, ở chỗ cái gối mình nó bị hai cái gối hai bên á, nó bị khép lại, cái phần dưới này mình đứng nó bị chụm lại, cái dáng nó bị chụm lại. Để em vẽ cái dáng sơn cái cho chị em mình hình dung nha. Hơi mất công một chút nhưng mà chị em mình sẽ nắm rõ cái kỹ thuật thì chị em mình làm sẽ ok hơn. Ở đây là giữa nè mấy chị. Thường là khách mình. Cái này em minh họa thôi nha. Bắt đắc dĩ chứ hơn này không có chính xác được. Đây thường là cái dáng người mình tương tự như vậy. Cái này là em giả sử là cái lưng ha. Cái lưng quần. Rồi cái này là hai ống. Có những người á là cái dáng như vậy. Chị em mình nhìn thấy ha, cái ống quần. Khi mình đứng thì hai cái ống chân mình nó thẳng xuống như vậy. Có những chị em thì đứng cái dáng như vậy, ở trên mông không thay đổi ha, mà ở dưới nó tết vô. Chị em mình nhìn thấy nhân đây rất là to, mà ở dưới này nó chụm lại. Nếu mình gặp dáng người mà ở dưới chụm lại thì chị em mình sẽ dời như thế này nha. Đây chị em mình sẽ cái vòng đáy này chị em giữ nguyên. Cái đường cắt này chị em giữ nguyên nè, chị em sẽ dời cái đường này qua nè. Chị em sẽ dời qua 1 phân hoặc 2 phân hoặc 3 phân tùy theo dáng. Chị em mình sẽ kẻ từ đây xuống. Rồi từ đây xuống rồi cái ống cũng vậy nha. Ngang gối, thí dụ như chị em mình ngang gối mình qua bao nhiêu thì ngang ống mình qua tương tự bấy nhiêu. Đó là mình lách cái này ngã vô sườn trong ha. Ngã vô sườn trong rồi thì ở bên ngoài như thế nào? Ở đây chị em mình cho ra thêm 3 phân thì ở bên đây chị em mình giảm lại 3 phân. Chị em mình bắt từ đây chị em mình kẻ lên. Kẻ lên, kẻ lên. Cho tới vị trí này y cũ. Đây ha, em giải thích một chút xíu ha. Em giả sử như vậy nè. Đó là chị em nhìn là ở trên đây mình không thay đổi, mình không giảm, mình chỉ giảm cái sườn bên đây nè. Mình chỉ giảm cái sườn bên đây vô. Rồi mình giảm tới ống. Mình giảm bên đây thì mình dời cái bên đáy ra. Cho cái dáng đó nha. Còn dáng bình thường thì không cần phải tính kiểu đó, mình cứ cắt y như vậy là mai lên nó đẹp.
Bây giờ mình cắt cho xong cái sườn trong luôn rồi hả, ra sườn ngoài. Ở chỗ này chị em mình cắt lấn vô khoảng tầm 3 mm đến 5 mm không sao nha. Chỗ cái vòng cong này nè, lỡ chị em cắt mà nó bị nhô ra quá thì chị em mình cứ gọt vô xíu, không có chật chội gì hết, đừng sợ nha. Cái vải thun này nó giãn cực kỳ nhiều luôn. Thậm chí cái quần này chị em cộng chiều ngang 1 phân mặt vẫn vừa nha. Lúc nãy em cộng 2 đó, nhưng mà lỡ cái vải nó giãn nhiều chị em mình cộng 1 mặt vẫn được. Cộng 3 là vừa mặt nhất, còn nếu mình cộng 2 là nó ôm hơn, mà cộng 1 thì nó ôm sát luôn. Cái phần ống cũng vậy, nếu mà mình thích ôm hơn thì mình trừ nhiều hơn một chút nữa. Nếu mà vải ít á thì chị em mình chừa đường này lại nha, chừa đường này lại một chút nữa mình có sử dụng gì mình sử dụng, còn cái này vải dư thoải mái rồi em cắt bỏ luôn. Rồi cái giống này mình sang qua nha. Chừng nữa chị em mình ráp nó không có cần phải kỹ cái này lắm, nhưng mà em sang trước để chị em mình dễ kiểm, chừng nữa lên ráp luôn em chia sẻ cách ráp luôn để chị em mình kiểm cho nó dễ. Rồi chị em mình đánh dấu ngang đây, sang cái dấu ngang chỗ này nha, tự chỗ giao nhau nè, mình sang dấu qua luôn. Rồi chút xíu nữa em chia sẻ cái cách cắt túi luôn nha. Bây giờ cắt cái bao nhiêu phút rồi Phúc? 32 phút rồi chị. 32 phút. Vậy thôi mình dừng. Mấy chị ơi, dài quá thôi em dừng cái video này nha. Rồi cái video sau em hướng dẫn cắt túi với cắt lưng luôn. Cắt dễ thun luôn ha.